các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lậy. Đây là khu trưng bày các cây kiểng lá, kiểng hoa độc lạ bên cửa hàng bên mình đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại cây hoa giấy. Nhắc tới hoa giấy thì chắc hẳn các bạn đã khá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Tuy nhiên hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại hoa giấy mới nữa, khá là độc đáo từ hoa đến lá, và đó chính là hoa giấy cẩm thạch. Đây là cái khu trưng bày cái hoa giấy cẩm thạch bên mình đây các bạn. Cái cây thì ở đây mình đã xếp ngay ngắn ha, cây thấp hàng trước rồi từ cao lên ha các bạn. Thật ra trước khi quay cái đoạn video clip này mình rất là đắn đo, tại vì hiện tới thì cái cây này mình đem về trại thì vẫn chưa nở hoa ha. Tuy nhiên sau khi suy xét thì khoảng hơn 2 tháng nữa là chúng ta đã đến Tết rồi đó các bạn. Thì chúng ta mua những cây như thế này về trồng là tới Tết là có hoa vừa luôn đó các bạn. Với phần thêm là khi nó có hoa thì các bạn vận chuyển đường xa nó sẽ khó hơn là cây nó chưa có hoa như thế này ha. Cho nên mình quyết định quay luôn cái đoạn clip như thế này để cho các bạn xem cái độ đẹp của hoa này như thế nào ha. Hôm nay chủ yếu mình sẽ quay cái bộ rễ của nó, chủ yếu các bạn làm bonsai ha. Đây là 10 chậu bông giấy cẩm thạch với cái bộ rễ khá là đẹp và cây khá là to ha. Để mình xem, cây này là khoảng từ 50 đến khoảng 1 mét đó các bạn ha. Đây, để mình quay gần mấy cây rễ cho các bạn xem. Cái gốc khá là đẹp ha các bạn. Đây, nó uốn lượn như thế này đây. Đây mình quay gần ha. Tùy các bạn thích trồng làm gì ha. Tuy nhiên đối với những cây lớn như thế này thì chúng ta trồng kỹ rất là đẹp mắt ha. Đây là một cây nữa, quay cho các bạn xem. Hoa giấy vừa có tác dụng trồng kiểng là bonsai, nó ngoài ra nó còn là một cây phong thủy nữa nha các bạn. Tại vì khi trồng trong nhà đó, những cánh hoa của nó giống như là anh em lẫn nhau vậy các bạn. Tại vì cái nhị hoa nó màu trắng ha, bao bọc xung quanh là những cánh hoa tượng trưng những người anh em trong một nhà, mà cái nhị đó chính là cha mẹ đó các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ quay cái hoa cho các bạn xem. Còn riêng về cái cây, cái gốc bông giấy cẩm thạch này ha, nhìn nó khá là đẹp ha các bạn. Uốn lượn như thế này đây. Và những cây, những cái gốc như thế này nó số lượng rất là hạn chế nha các bạn. Cho nên các bạn nào thấy thích, thấy muốn sở hữu thì nhanh tay chạy ngay đến Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lậy ha. Số điện thoại đang hiện trên màn hình đó. Mình sẽ cung cấp cây giống như thế này cho các bạn. Số lượng rất hạn chế nha. Đây là hoa của cây hoa giấy cẩm thạch này các bạn. Bạn thấy đi, lá nó thì nó gọn như thế này, kèm thêm cái màu hoa nữa, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Thì đúng, các bạn chắc các bạn đã chưa biết đó là cái hoa giấy cẩm thạch thì cái hoa thật sự của nó chính là màu trắng như thế này đây, hàng giữa đó các bạn. Còn cái cánh xung quanh đó chính là cái cánh không phải cánh hoa nha các bạn. Hoa thật sự của nó chính là màu trắng. Và cái cây hoa giấy cẩm thạch này chúng ta về có thể trồng ngoài đất hoặc là trồng trong chậu. Nếu các bạn trồng trong chậu thì phải thường xuyên thay đất cho nó ha. Thường thì khoảng nửa năm đến một năm là chúng ta phải thay đất cho nó một lần, tùy chậu lớn chậu nhỏ nha. Chậu lớn thì có thể kéo dài hơn thời gian thay đất. Tuy nhiên thì đối với hoa giấy cẩm thạch hay các loại cây kiểng lá kiểng hoa mà trồng chậu đó thì chúng mình khuyến cáo là các bạn nên sử dụng phân hữu cơ ha. Phân hữu cơ thì nó tốt cho hoa rất nhiều. Này. Rồi. Nếu các bạn muốn sở hữu những chậu hoa giấy cẩm thạch như thế này thì nhanh tay gọi ngay số điện thoại đang hiện trên màn hình ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.